vị theo dõi bản tin tạp chí Ngân hàng kỳ này. Và trong tạp chí Ngân hàng kỳ này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách chưa vội dự trữ nhân tệ. Sẽ xây dựng thương hiệu thẻ quốc gia cho Việt Nam. Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền dự trữ của IMF. Thưa quý vị, dù Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã quyết định sẽ thêm nhân dân tệ vào rổ tiền dự trữ quốc tế cùng với 4 đồng ngoại tệ mạnh lâu nay là đô la Mỹ, euro, bảng Anh và yên Nhật, thì Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vẫn cho rằng Ngân hàng Nhà nước chưa cần vội vàng tích lũy đồng nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước không nên vội vàng dự trữ đồng nhân dân tệ, bởi tỷ trọng của các đồng tiền trong giỏ tiền dự trữ của IMF là khác nhau, nên sức ảnh hưởng cũng khác nhau. Hiện thì Việt Nam vẫn chủ yếu giao dịch bằng các đồng tiền như đô la Mỹ và euro. Tuy nhiên, đại diện Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cũng cho rằng giao dịch bằng đồng nhân dân tệ cũng tăng dần trong thời gian tới theo quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhóm công tác ngân hàng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2015 VBF vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi định nghĩa về người có liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Theo nhóm công tác ngân hàng của VBF, Ngân hàng Nhà nước cần sửa đổi định nghĩa về người có liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc cung cấp hướng dẫn cho các ngân hàng về cách xác định những đối tượng kiểm soát hạn mức vay duy nhất. Theo nhóm công tác ngân hàng, việc xác minh thông tin người có liên quan trong kiểm soát giới hạn cấp tín dụng là vô cùng quan trọng để tính giới hạn cấp tín dụng đối với một nhóm khách hàng và người có liên quan. Tuy nhiên, cả ngân hàng và người vay đều đang đối mặt với khó khăn lớn trong xác minh thông tin người có liên quan. Ngoài ra, nhóm công tác ngân hàng của VBF cũng cho rằng quy định giới hạn tỷ lệ trái phiếu chính phủ mà các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nắm giữ lần lượt là 15% và 35% không phù hợp với Hiệp ước Basel III và Basel II. Theo thông tin từ đại diện công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam Banknet VN, thì tới đây Việt Nam sẽ có thương hiệu thẻ thanh toán quốc gia. Đây là một phần của kế hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Theo công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Banknet VN, hiện Việt Nam có hơn 40 ngân hàng phát hành thẻ, và đó là các thương hiệu thẻ nội địa. Trong khi trên thị trường thẻ quốc tế, các thương hiệu như là Visa, Mastercard hay là American Express đều được biết đến rộng rãi, nhưng thương hiệu thẻ của Việt Nam thì độ nhận diện hầu như không đáng kể. Do đó, chuyện xây dựng thương hiệu thẻ chung cho quốc gia là rất cần thiết. Tôi nghĩ là Ngân hàng Nhà nước đã rất đúng, bởi vì đang chỉ đạo cho Banknet VN, công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Banknet VN cùng với các ngân hàng thương mại Việt Nam xây dựng một cái thương hiệu thẻ quốc gia, và điều đó thì tăng sự nhận biết trên toàn quốc gia Việt Nam và nâng cao cái giá trị cho thẻ nội địa. Và một cái nữa thì tôi tin là nó sẽ hỗ trợ cho cái thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam phát triển trong những năm tới. Hiện tại, toàn thị trường Việt Nam có khoảng 200.000 máy chấp nhận thẻ, nhưng số đơn vị chấp nhận thẻ chỉ khoảng 50-60.000 điểm. Đó là sự hạn chế khi người dân muốn thanh toán bằng thẻ. Câu chuyện cho vay tiêu dùng với lãi suất cao lên đến 20-mấy% không còn là chuyện lạ với người đi vay. Nhưng giữa bối cảnh lãi suất cho vay thương mại có thế chấp chỉ bằng phân nửa, thì những ý kiến đòi áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là có nên áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng hay không? Trong số những tranh chấp giữa người đi vay và nhà cho vay với loại hình cho vay tiêu dùng hiện nay, phần lớn các chỉ trích đều hướng về phía các ngân hàng và công ty tài chính. Với nhiều người đi vay, dường như những khó khăn về thủ tục đi vay tiền ở ngân hàng đã vô hình chung đẩy người cần tiền phải sang khu vực cho vay tiêu dùng, nơi có lãi suất không mấy dễ chịu, thường là gấp đôi mức lãi suất với các khoản vay có thế chấp hiện nay. Khác biệt lớn nhất trong vay tiêu dùng so với vay thương mại là ở chỗ thế chấp. Nếu vay thương mại gần như phải có tài sản hoặc dòng tiền để thế chấp cho ngân hàng, thì cho vay tiêu dùng chỉ cần tín chấp. Do đó, lãi suất thường rất cao để có thể bù đắp rủi ro. Tại nhiều thị trường khác trên thế giới, lãi suất cho vay tiêu dùng thường gấp 1,5 đến 2 lần so với cho vay thương mại thông thường. Tại Việt Nam cũng thế, khi lãi suất cho vay thương mại từ 10 đến 12% thì lãi suất cho vay tiêu dùng có thể từ 20 đến 25%. Ngân hàng thì có lý của ngân hàng, bởi tiền cho vay cũng từ tiền huy động mà ra, phải chịu trách nhiệm với đồng vốn của người gửi tiền và tuân thủ các quy định về kiểm soát rủi ro, khiến các ngân hàng dù rất khát khách hàng cũng không dám đánh liều. Đã là ngân hàng hoạt động thì phải là có sự chuẩn mực. Và nếu mà đã chuẩn mực thì nó đòi hỏi một số cái giấy tờ nhất định. Nhưng nếu như mà người dân mà không có thể đáp ứng được thì họ sẽ cảm thấy rằng là như vậy là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ là không phải. Nếu chúng ta đứng ở góc độ là nhà cung cấp dịch vụ về tài chính thì chúng ta cũng sẽ vẫn hay đòi hỏi cái người vay hoặc là cái người mà sử dụng phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chuẩn đó có thể khác nhau giữa các ngân hàng, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có đáp ứng một cái yêu cầu nào đó thì mới có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng được.
Nhưng một khi đã bước sang khu vực cho vay tiêu dùng, các thủ tục hành chính gần như được đơn giản hóa tối đa. Đó cũng là lúc lãi suất trở thành gánh nặng và là mối quan ngại chính của người đi vay. Trước những tranh chấp và kiện tụng liên miên giữa các công ty tài chính, ngân hàng và người tiêu dùng, đã từng có đề xuất áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng, tương tự như mô hình trần lãi suất với các lĩnh vực ưu tiên cho ngân hàng nhà nước quy định. Liệu đề xuất này có khả thi không? Theo đại diện ngân hàng BIDV, điểm quan trọng nhất là tìm ra cơ sở hợp lý để căn cứ vào đó tính ra trần lãi suất cho vay tiêu dùng. Thế thì nếu như bây giờ chúng ta áp dụng một cái trần lãi suất đối với cho vay tiêu dùng thì có hai vấn đề đặt ra. Một là bao nhiêu trần là đủ? Và liệu cái trần đó thì lấy cái gì để làm cơ sở? Nếu như chúng ta đưa là 150%, 200% lãi suất cơ bản, trong khi mà lãi suất cơ bản lại không được thị trường sử dụng, thì có nghĩa là 150% đó, 200% đó nó không phản ánh được cái bản chất của thị trường. Một số quan điểm của các chuyên gia kinh tế hiện nay cũng đồng tình với nhận định này. Bởi thị trường luôn có tính cạnh tranh nên lãi suất sẽ tự điều tiết. Một nhà cho vay không thể đưa ra mức lãi suất quá cao vì còn phải giữ khách. Nếu áp trần lãi suất thì khả năng hoạt động cho vay tiêu dùng tại các tổ chức được phép như ngân hàng và công ty tài chính sẽ bị đình đốn, kéo theo nhiều hệ quả không mong muốn. Khi chúng ta áp dụng trần lãi suất, có một cái vấn đề thường xảy ra là tạo ra sự méo mó đối với thị trường. Có nghĩa là bên đi vay rủi ro cũng bằng cái bên không rủi ro, bởi vì người ta đều áp dụng một cái mức độ trần lãi suất như vậy cả. Nếu như chúng ta áp như vậy thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái việc là nhiều ngân hàng cũng không muốn cho vay. Bởi vì sao? Nếu như cái trần nó thấp quá thì tôi mà cho vay, ngân hàng mà cho vay, nếu như có nợ xấu trong cho vay tiêu dùng sẽ bị lỗ. Và chính vì thế ngân hàng lại càng ngại cho vay, và như vậy nó sẽ cản trở cái khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng Việt Nam chúng ta. Và như vậy thì người ta lại đến với tín dụng đen, và như thế nó lại càng nguy hiểm. Như vậy, dưới góc độ thị trường, áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng có thể làm thu hẹp hệ thống cho vay chính thức, tạo thuận lợi cho hoạt động tín dụng đen. Còn với cơ chế lãi suất thỏa thuận trong cho vay tiêu dùng của các ngân hàng và công ty tài chính như hiện nay, cơ quan chức năng vẫn có thể giám sát được mặt bằng lãi suất, chỉ cần kiểm soát chặt hành vi câu kết để đẩy lãi suất lên cao của các nhà cho vay. Chuyên mục mỗi tuần một con số trong tạp chí Ngân hàng tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến con số 21 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền nợ đang được chính phủ bảo lãnh được ước tính theo một trả lời của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trước phiên họp báo thường kỳ chính phủ mới đây. Cụ thể là số nợ của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính tín dụng đã đi vay trong nước và nước ngoài hiện chiếm 11,4% GDP và chiếm khoảng 19% nợ công. Với GDP năm 2014 là hơn 186 tỷ đô la thì khoản nợ này ước là hơn 21 tỷ đô la. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định là tổng nợ của các tập đoàn, công ty nhà nước xấp xỉ 1,4 lần vốn chủ sở hữu, còn mức giới hạn quy định là không quá 3 lần. Với bảo lãnh của chính phủ thì doanh nghiệp có thể vay được nguồn vốn lớn với chi phí thấp hơn so với đi vay thương mại thông thường. Tuy nhiên hiện chính phủ đang chủ trương sẽ thu hẹp dần diện bảo lãnh này và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ của các doanh nghiệp. Kể từ đầu tháng 12 này, thì các doanh nghiệp nhà nước không được cấp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, theo Nghị định 91 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp. Nghị định 91 của Chính phủ chính thức có hiệu lực kể từ đầu tháng 12 này. Theo nội dung của Nghị định, doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, nhưng không được góp vốn hoặc đầu tư vào các lĩnh vực như là bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư bảo hiểm hoặc chứng khoán. Trường hợp đã góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên và không thuộc diện cho phép thì phải thực hiện phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định. Theo các chuyên gia kinh tế, việc ban hành nghị định thực chất là động thái buộc khối doanh nghiệp này đẩy nhanh tiến độ thoái vốn ngoài ngành. Thưa quý vị, phần tiếp theo của tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ là một số tin vắn đáng chú ý khác. Theo giải thích của Techcombank, đây là hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Masan và những người liên quan không vượt quá 20% theo như quy định của luật các tổ chức tín dụng. Tất cả các giao dịch này sẽ được thực hiện dưới hình thức thỏa thuận từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12. Hiện các lãnh đạo của Techcombank đều giữ những chức vụ cao cấp nhất trong hội đồng quản trị tập đoàn Masan, trong khi Masan cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất tại Techcombank, nắm gần 20% vốn. Do đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này trước công bố trên đã xấp xỉ 30%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước
tính đến cuối tháng 9 năm nay chỉ ở mức 9,28%, tuy cao hơn mức tối thiểu quy định là 9%, nhưng thấp hơn nhiều mức bình quân toàn hệ thống là 13,3%. Đây cũng là nhóm ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn thấp nhất trong 5 nhóm tổ chức tín dụng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao nhất là ở nhóm các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài. Mới đây, Bộ Tài chính đã ký lại hiệp định vay phụ cho ngân hàng BIDV vay lại số vốn tín dụng trị giá 105 triệu đô la trong tổng số 238 triệu đô la vốn vay Ngân hàng Thế giới cho dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững. Đây là khoản tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. BIDV là đơn vị được chính phủ giao quản lý và giải ngân số vốn tín dụng cho vay lại. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của tạp chí Ngân hàng sẽ là các thông tin nổi bật sau đây. Giải đáp một số khúc mắc khi giao dịch Internet Banking. Các ngân hàng trung ương châu Á đang đối mặt với nhiều khó khăn.